Sắp tới lễ Quốc Khánh nè, chúc các bạn một ngày lễ thật là vui tươi và hạnh phúc. Nhân dịp này cũng xin được giới thiệu với bạn một sản phẩm gọi là thức uống nè, cam mật ong, thanh lọc cơ thể, nhuận trường. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho mình một cái tâm sức đề kháng cơ thể trong những ngày lễ mình mệt mỏi. Rồi xin hết, xin chào các bạn nè.